Chào các bạn đến kênh Xe Phong Cách 24 giờ. VR phong cách của tuổi trẻ thời đại mới. Kể từ khi được chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2001, mẫu quay Alpha luôn gắn bó và đồng hành những người bạn tiêu dùng ở trên mọi chặng đường và trở thành cái biểu tượng của sự trẻ trung, năng động và khả năng bứt tốc rất mạnh mẽ với cái giá cả rất hợp lý và cạnh tranh. Một biker đã chi ra một số tiền tương đối là ít để tân trang lại chiếc xế của mình và các chế xem em nói ra sao nhé. Bạc hay còn được gọi là xám lông chuột, theo cách nói có một màu sắc nhẹ nhàng nhưng rất cứng cáp và không bình thường. Theo Rebo hay biết đường danh trong vũ trụ, đi kèm với cái đĩa gaffer, do có đĩa lớn nên muốn bắt cái heo này phải có thêm một cái phát nhôm nhỏ để chuẩn hơn cho chiếc xe. Ốc vàng đĩa titan trên cái phát heo dầu nè, ốc vô lăng mâm lửa vàng, lò xo chân chống titan vân vân. Phần sau thì đơn giản thôi, với cặp phục nai quý phái của rim. Quay rất ưa chuộng cái mẫu này và cái niềng racing boy cứng cáp mặc dù là chất liệu bằng nhôm. Ốp đầu phong cách full đeo huyền thoại, mặt nạ ba lỗ dùng để bắt cái lỗ trước. Các chế thấy cái mẫu này như thế nào? Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share và subscribe.